Kính chào quý vị đến với huyện Châu Đức trong chương trình Bản sắc địa phương. Thưa quý vị, hẳn quý vị cũng có chung suy nghĩ như tôi. Đi du lịch thì không chỉ đến những địa điểm để tận hưởng tiện nghi, để vui chơi giải trí. Du lịch còn là hành trình trải nghiệm khám phá, để làm dày thêm vốn hiểu biết, vốn sống của bản thân, hoặc để cảm nhận được người ta đã làm ra điều này như thế nào. Vậy nên đã có nhiều khu làng nghề, khu sản xuất, ngay cả trường học nổi tiếng cũng trở thành điểm tham quan của du khách. Vậy huyện Châu Đức, một địa phương thuần nông, thì có thể thu hút du khách thông qua hành trình trải nghiệm khám phá hay không? Chúng ta cùng tìm hiểu quý vị nhé. Là địa phương thuần nông nên kinh tế du lịch tại huyện Châu Đức được đặt ra chỉ 5 năm trở lại đây. Chương trình hành động về phát triển du lịch trên địa bàn được huyện ủy Châu Đức ban hành năm 2016 và trên nền tảng này, huyện Châu Đức nỗ lực xây dựng các kế hoạch triển khai để phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương về lĩnh vực du lịch. Trong số này có các kế hoạch trọng tâm, kế hoạch số 194 ngày 17 tháng 12 năm 2016 triển khai chương trình hành động phát triển du lịch trên địa bàn huyện Châu Đức. Kế hoạch tổ chức hội thảo giới thiệu và xúc tiến đầu tư các sản phẩm du lịch huyện Châu Đức trong năm 2018. Kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch của huyện Châu Đức năm 2019. Kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Châu Đức đến năm 2025. Huyện Châu Đức cũng thường xuyên tôn tạo các di tích lịch sử, các giá trị văn hóa phi vật thể, truyền thống trên địa bàn. Lựa chọn các hộ doanh nghiệp du lịch tham gia hoạt động du lịch cộng đồng. Nhờ vậy, Châu Đức từ vùng trắng về du lịch dần hình thành những điểm du lịch cộng đồng trên bản đồ du lịch Bà Rịa Vũng Tàu như Tượng đài Chiến thắng Bình Giã, Địa đạo Kim Long, Di tích lịch sử Bào Sen, Nhà sinh hoạt văn hóa đồng bào Châu Rò, các mô hình du lịch sinh thái nông nghiệp Binon Cacao, Rin Farm, Cà phê Đồi Cừu, v.v. Du lịch cộng đồng cho du khách sự trải nghiệm đầy cảm xúc khi hòa vào chính cuộc sống của người dân bản địa. Với đặc điểm về vị trí địa lý, văn hóa, lịch sử, cư dân và thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, Châu Đức có nhiều ưu thế rõ nét để phát triển du lịch cộng đồng. Du lịch cộng đồng ở Châu Đức trước hết dựa trên nền tảng vùng sản xuất nông nghiệp rộng lớn, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Toàn huyện có 14 trang trại chăn nuôi sử dụng hệ thống chuồng lạnh. Gần 900 hectare hồ tiêu liên kết với doanh nghiệp sản xuất theo quy trình Việt Gáp. Gần 100 hectare cây cacao ứng dụng công nghệ cao. 320 hectare chuối nuôi cấy mô trồng sen trong vườn cao su tái canh. Hơn 2 hectare nấm công nghệ cao. Và gần 10 hectare sản xuất rau củ quả an toàn trong hệ thống nhà lưới, nhà màng. Những năm gần đây, nông dân doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn huyện Châu Đức cũng đã nhanh nhạy xây dựng nông trang gắn với du lịch. Du khách đến nông trang được trải nghiệm các hoạt động sản xuất thực tế cùng nông dân, đồng thời cũng được tận hưởng không gian miệt vườn trong lành xanh mát, thưởng thức hương vị sản phẩm nông nghiệp ngay tại vườn. Hiểu biết về nông nghiệp, nông dân nông thôn nói riêng, về kinh tế xã hội, về đất và người Châu Đức nói chung được bồi đắp. Ở Châu Đức, loại hình du lịch này có thể kể đến các mô hình Rin Farm tại thôn Sông Xoài 1, xã Làng Lớn, với hơn 1,5 hecta dưa lưới công nghệ cao chuẩn Grown Pan Gap, cùng với gần 4 hecta tiêu, bưởi da xanh, sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, bơ. Đinh Gia Trang ở thôn 1, xã Suối Rào cũng đang mở rộng quy mô, dịch vụ để trở thành điểm du lịch sinh thái nông nghiệp có thương hiệu cho huyện Châu Đức và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sau một khoảng thời gian mà kinh doanh thì Đinh Gia Trang quyết định sẽ đầu tư thêm một số về cơ sở hạ tầng như là về dịch vụ lưu trú dài hạn và ngắn hạn, về các dịch vụ về F&B như là ở đây sẽ có nhà hàng này, coffee và lounge bar. Đó, bên cạnh đó thì những cái dịch vụ mà đi kèm với lại hệ sinh thái như là về cắm trại, câu cá giải trí. Mình cũng đã làm, cũng có một cái farm để chuyên môn cung cấp những cái dịch vụ, những cái nông sản của người dân Châu Đức. Mới đây, Sở Du lịch đề xuất với Tổng cục Du lịch trình Ban Thư ký ASEAN
trao giải thưởng sản phẩm du lịch bền vững nông thôn cho công ty cổ phần Binon Cacao tại xã Sa Bang. Đây là mô hình du lịch sinh thái kết hợp trải nghiệm cách làm sô-cô-la độc đáo. Trải nghiệm cùng không gian nông nghiệp, đến Châu Đức còn được trải nghiệm với cuộc sống, sinh hoạt của đồng bào dân tộc Châu Ro với nhiều bản sắc vẫn còn lưu giữ như bộ nhạc cụ đàn gông cla, đàn tre, khen, đặc biệt là bộ cồng chiêng gắn liền với các sinh hoạt của đồng bào người Châu Ro, hai lễ hội lớn là Giang Va và Giang Bri. Để tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc Châu Ro có nơi sinh hoạt văn hóa, tháng 10 năm 2018, huyện Châu Đức đã đưa vào hoạt động nhà văn hóa dân tộc Bầu Trình. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 14 tỷ đồng, gồm nhiều hạng mục, nhà sàn truyền thống, kho thóc, thư viện, văn phòng điều hành, sân bóng đá mini, khu thể thao đa năng. Phòng Văn hóa Thông tin, huyện Châu Đức đang phối hợp với Ban chủ nhiệm nhà văn hóa trưng bày các hiện vật, bày trí thư viện và tổ chức những mô hình hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc Châu Ro, đồng thời đón khách du lịch đến tham quan trải nghiệm đời sống văn hóa, giao lưu nghệ thuật, thưởng thức các món ăn truyền thống cùng đồng bào Châu Ro. Chúng tôi cũng rất mong muốn là ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tạo điều kiện và phát triển về cái văn hóa của dân tộc Châu Ro này, và đây là một cái văn hóa rất là hay và rất là đặc thù của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mình. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà phát triển được cái này thì đơn vị của chúng tôi nói riêng và các cái công ty du lịch lữ hành của các địa phương và các cả nước Việt Nam sẽ đưa đến giống như là một cái điểm du lịch cộng đồng tại như Đà Lạt, Lam An. Các giá trị văn hóa dân gian của đồng bào Châu Ro là chất liệu tuyệt vời để phát triển du lịch cộng đồng. Để chất liệu ấy trở thành sản phẩm du lịch thì chính chủ thể là đồng bào dân tộc Châu Ro càng phải nhận thức rõ và càng chủ động trong giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa bản địa. Công tác tuyên truyền của các ngành, các ban ngành đoàn thể cũng rất là quan tâm, và người dân, người đồng bào cũng hưởng ứng nhiệt tình, là tại vì đó là cái nhằm bảo tồn cái bản sắc văn hóa dân tộc của chính mình, nên là tất cả người dân khi mà nghe tổ chức hay là thực hiện một cái đề án hay là một cái sự kiện nào đó liên quan tới người đồng bào thì người dân hưởng rất là nhiệt tình. Giàu bản sắc văn hóa, trên địa bàn huyện Châu Đức còn có nhiều di tích lịch sử ghi dấu ấn chiến thắng oai hùng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Hệ thống di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia, cấp tỉnh như Tường đài chiến thắng Đình Giã, địa đạo Kim Long, rừng Bầu Sen được địa phương chú trọng bảo tồn, tôn tạo để giáo dục truyền thống, cũng là tạo điểm tham quan cho du khách trong những hành trình du lịch về nguồn. Trên địa bàn của huyện Châu Đức của chúng tôi thì có 8 cái di tích lịch sử, thì trong đó có 2 di tích lịch sử cấp quốc gia và 6 cái di tích lịch sử cấp tỉnh. Thì trong 6 di tích lịch sử cấp tỉnh đó thì chúng tôi đã đang hoàn thành hồ sơ để trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận tiếp một di tích là Trung đoàn 33 ở xã Bình Ba là di tích lịch sử cấp quốc gia. Mặc dù là địa phương còn nghèo nàn về vấn đề du lịch, tuy nhiên ở địa phương là chúng tôi cũng xác định cái thế mạnh riêng. Thì đối với Châu Đức thì chúng tôi cũng đã xác định cái thế mạnh của Châu Đức là du lịch về nguồn, trải nghiệm với du lịch ứng dụng nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao. Do vậy mà ngành văn hóa của chúng tôi cũng tập trung, cũng tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện cũng như là huyện ủy đã tập trung đẩy mạnh phát triển các loại hình du lịch gắn với phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, gắn với cái du lịch trải nghiệm và du lịch cộng đồng, để làm sao cái chúng ta góp phần cùng với toàn đảng bộ của tỉnh để thực hiện tốt nghị quyết 09 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch trong thời gian tới. Cái thành tích, cái điều mà đáng mừng của một cái nền du lịch đó chính là dù tài nguyên nghèo đến đâu, chúng ta cũng tìm ra được các cái nét đặc sắc nhất, cá biệt nhất, độc đáo nhất, và cùng nhau xây dựng, thúc đẩy nó lên. Thì huyện Châu Đức đang từng bước, dù là vấp 2 năm dịch, nhưng mà huyện Châu Đức cũng có cái tốc độ đi lên rất là đáng kể. Đặc biệt là trong cái lĩnh vực có cái dấu vết của du lịch cộng đồng, du lịch
khai thác các cái tài nguyên về du lịch nông nghiệp. Hướng dẫn lấy mẫu thực hiện test nhanh SARS-CoV-2 tại nhà. Để thực hiện việc